lên đấy luôn. Được rồi anh Quân ạ. Được. Vừa điện cái nó ra luôn. Tin thật nhanh thế. Vừa xin nhìn một khẩu. Vâng. Vâng. Sao quả là mang cho anh Hiếu lại mang cho anh Quân là sao? Bạn Hiếu bạn ạ. Ừ. Bạn không biết. Thế ông bảo là mang cho anh Hiếu tại sao mang cho anh Quân? Không biết Hiếu. Chồng đang đây là không tốt nhé. Một một bảy bảy. Với gọi lấy mật khẩu. Trong cái đấy đọc cùng
Đây em nắp rồi. Con đen đen nó cũng chết rồi. Chết rồi. Nắp vào thử. Nắp vào nắp xi măng. Con to đây chết rồi. Không. Vẫn bình thường. Anh vừa nào nặng chân vừa nóng rồi. Ừ. Em nay lại giờ phát nữa. Chưa. Con này thao cái gì đấy? Cậy hai này vào. Đâu xem thằng này chưa. Nào đây. Chắc kìa. Thật sao. Đi trở lại chưa? Nó phải như thế thì nó mới chắc được, không thôi đưa cái máy điện thoại lên cũng để tự xuống. Mở điện ra. Hiểu ạ. Chọc à? Chọc. Bên kia mà, dương bên này. Chọc chọc. Đây 40. Ồ, đây thì thêm mấy 240.000 thôi. Thế nhưng còn đấy rồi đó. Chết rồi. Tôi lấy chết rồi. Anh ấy bảo là 240 không chứ mà. Anh bỏ tiếp thì bọn em sẽ đứng lại. Em phải hỏi lại. Tại vì nguyên em đứng hay nhìn cái 8.000 cái gần lực cái này cái chạy rồi. Trời ơi, không phải nuôi từ trên, nó nuôi từ dưới. Các bạn cái ốp ấy không đấu trên, nó phải hoạt động cái lâu ra. Dạ, cái đâu? Ở đây. Không, cái này thôi là kiểu vậy thôi. Vì cái này nó chán luôn. Kéo cái này đi. Kéo cái dây. Để anh lại đi xem.
Phố con đấy đóng lại được nhưng mà nó chập nhiều chân. Chập được đóng được. Chập. Con này nó cũng như thế đấy nha. Dạ. Cái nó phọt ra, ngạo gà này, mày chết rồi. Rồi mấy giây? Tiến cũng bằng tuổi tháng à? Thank you.
Không thấy. Hồi nãy em hỏi anh là tối không? Đừng có đi băng banh ngon mà chạy lại hỏng hết banh ấy.